Dược liệu là lá bánh tẻ đã bỏ cuống, phơi hoặc sấy khô của cây sen, Nelumbo nuciferagat. Họ sen, Nelumbo nuciferagat, một, mô tả, lá nguyên hình tròn, nhăn nheo, nhàu nát, đường kính 30cm đến 60cm. Mặt trên màu lục tro, hơi nháp, mặt dưới màu lục nâu, nhãn bóng, mép nguyên, ở giữa lá có vết tích của cuống lá lồi lên màu nâu. Lá có từ 17 đến 23 gân tỏa tròn hình nan hoa bánh xe. Gân lồi về phía mặt dưới lá, lá khô giòn. Rễ vụn nát, có mùi thơm, 2, độ ẩm, không quá 13,0%. Tiến hành theo dược điển Việt Nam 5 phụ lục 9. 6, 1 giờ, 105 độ C, 5 giờ, 3, cho toàn phần, không quá 5%. Tiến hành theo dược điển Việt Nam 5 phụ lục 9. 8, phương pháp 1. Dùng 2 gam dược liệu để thử, 4, tạp chất. Cuống lá còn sót lại không quá 1,0%. Tiến hành theo dược điển Việt Nam 5 phụ lục 12.115. Tỷ lệ vụn nát qua dây có kích thước mặt dây 3,150mm, không quá 5%. Tiến hành theo dược điển Việt Nam 5 phụ lục 12.126. Kim loại nặng, qua dây có kích thước mặt dây 3,150mm, không quá 5%. Tiến hành theo dược điển Việt Nam 5 phụ lục 9.4.117, định tính, phải có các phản ứng đặc trưng của lá sen, phương pháp sắc ký lớp mỏng, dược điển Việt Nam 5. Phụ lục 5.48, định lượng, dược liệu phải chứa ít nhất 0,8% alkaloid toàn phần tính theo Nucifen C19S21O2N trên dược liệu khô kiệt. Tiến hành theo dược điển Việt Nam 5.9, chế biến, thu hái vào mùa hạ và mùa thu, khi cây bắt đầu nở hoa. Cắt lấy lá bánh tẻ, phơi nắng cho khô 7 đến 8 phần 10, cắt bỏ cuống, gấp lá thành hình bán nguyệt. Phơi tiếp đến khô, 10. Bảo quản, trong bao bì kín, để nơi khô ráo, tránh mốc mọt, sâu bọ. Nguồn, dược điển Việt Nam 5.